Nỗi trăn trở của bao chàng trai não hay đi lạc là khi đang hăng say với công việc quên sự đời thì quên luôn mình có hẹn với bạn gái. Chết rồi! Trời đất mẹ ơi! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mình sẽ bị treo ngược lên rồi bị cắt khúc làm chân cho uống trà sữa mất. À đúng rồi! Chuyện gì khó để mua nhanh 247 lo. Con gái thì mỹ phẩm đi. À dưỡng trắng da nè, có xuất xứ, có công dụng nè, đồ chính hãng nữa. Chịu! Đặt liền! Cái gì đây? Giao hàng nhanh, giao hàng đặc biệt. Gấp, quất gói đặc biệt luôn cho lẹ. Cảm ơn quý khách đã mua hàng tại website mua nhanh 247. Xin mời quý khách đưa tay vô màn hình để lấy hàng. Hả? Làm gì có chuyện đó? Tôi mà đưa tay vô bóc không có thì... Hả? Thì không gì trời! Có hàng rồi, mà đi kiểu gì cho đúng giờ đi ta? Tới trễ là chết với em. Xe máy? Kẹt xe vô phương cứu chữa. Alo ô tô? Không được, xe máy còn không kịp, sao mày đi ô tô? Bạn có muốn du hành không gian? Ai vậy? Ai nói vậy? Vậy thì hãy tìm chiếc gương gần nhất. Chiếc gương hả? Chiếc gương gần nhất? Chẳng lẽ chiếc gương này? Không lẽ thiệt hả? Gấp lắm rồi, trên luôn. Luyện phim mới có 3D mà sao nhan sắc tàn tạ dữ vậy ta? Quỷ bồ bà biết chắc tội luôn quá. Hả? Cái gì vậy? Hả? Linh dữ vậy ta? Aha, có dịp trổ tài đây, nhìn nè. À, đợi anh một tí nha, để anh lấy ra cái. Có sản phẩm này thì chắc chắn là da em sẽ không bị xấu nữa đâu. Có rồi, đảm bảo em sẽ thích. Tên. Không ngờ anh cũng tâm lý quá. Kem dưỡng trắng da hoa anh đào Nhật Bản được chiết xuất từ ngọc trai thiên nhiên và các thảo dược quý, giúp dưỡng trắng da hiệu quả, loại bỏ vết nám, tàn nhang, ngăn ngừa mụn, xè khích lỗ chân lông, giúp làn da mịn màng, trắng hồng. Hãy mua hàng chính hãng của chúng tôi tại website muanh247.com, mã giảm giá ZTTH, điện thoại mua hàng 0937 224477, 0919 896 393.